Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người. Lâm rất vinh dự khi đã có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng loại thứ 3. Được có mặt trên đội tuyển quốc gia là mang lại cho Lâm những cảm xúc rất vui và những trách nhiệm đặc biệt. Lâm cùng với tất cả mọi người trong đội tuyển sẽ cố gắng công hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Văn Lâm, tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân với đội tuyển Việt Nam tại sân bay Doha, Qatar. Thủ thành đã có những chia sẻ trong lần về khoác áo đội tuyển đợt này. Trong khi đội tuyển Việt Nam sang Qatar từ Hà Nội thì thủ môn Đặng Văn Lâm đến Doha từ Nhật Bản. Sau khi hội quân với đội tuyển tại đây, thủ thành Việt Kiều này sẽ bay cùng chuyến với toàn đội từ Doha đến Riyadh, Saudi Arabia, nơi đội tuyển Việt Nam có trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 3 tháng 9 tới đây, theo giờ Việt Nam. Sở dĩ Đặng Văn Lâm sang Qatar từ Nhật Bản vì anh chỉ vừa mới rời đội Shizuoka Osaka sau khi được đội bóng của Nhật Bản cho phép về hội quân cùng với đội tuyển làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup. Trước khi tham dự giải đấu này, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ trên một video được đăng tải ở trang chủ của Shizuoka Osaka: "Tôi rất vinh dự khi được có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc được khoác áo đội tuyển quốc gia khiến tôi rất vui và cảm thấy có trách nhiệm lớn lao. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển. Cảm ơn tất cả mọi người." Đặng Văn Lâm nói thêm, ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh vị trí trong khung thành với các thủ môn Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toàn. Trong số này, Bùi Tấn Trường là người đã chơi rất tốt khi thay Đặng Văn Lâm ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6 vừa rồi. Khi đó, Đặng Văn Lâm trở thành trường hợp F1 COVID-19. Do trong đội Shizuoka Osaka của anh có ca nhiễm SARS-CoV-2, nên Đặng Văn Lâm không thể tham gia đội tuyển Việt Nam đến UE khi đó. Sau trận đấu với Saudi Arabia vào rạng sáng 3 tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bay nối chuyến để về Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu với Australia vào ngày 7 tháng 9 trên sân Mỹ Đình. Kim Điền.